Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu. Hôm nay thì cần lục, cần ISO khoan nhỏ, ISO khoan lớn, rồi cần dây trong, đủ thứ nha mọi người, đủ thứ. Rồi, dọn lộn qua đây quay. Đầu tiên là một cây cần lục nha. Cần lục nha mọi người. Carbon 4.2. Đấy. Khoan Fuji này. Dàn khoan Fuji. Đấy. Đọc nè. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng. Cần câu lục hoặc là bạc bãi cũng được, 4.2 câu lục bạc bãi rồi gì cũng được. Bass Fuji FX7XB nhá. Đấy. Cần này dài 4.2, thu vào là 1.16, độc là 2 ly, cân nặng là 360 gram. Số 1 Số 1 cây này 750.000. Số 1 750.000. Số 2 là một cây cần Nixing. Cần Nixing độc số 2 dài 6.3. Đây. Cái này chất liệu carbon nha mọi người, carbon dây trong. Đấy. Bass Fuji LS6 này, Stainless LS6. Đây. Ok. 6.3 nhưng mà cuối cùng cái này còn chỉ còn 6.1 thôi. Này. Độc nữa. Đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu, bảy lóng nha mọi người, bảy lóng này. Cái cần này dài 6.1, thu vào là 1.02, độc là 1.9 ly, cân nặng là 260 gram. Đấy này, cái khoan để vào dây trong này. Cái này cây số 2, số 2 600, số 2 600. Số 3 tiếp tục là một cây cần Interline dây trong nha mọi người. Interline dây trong. Đấy. Cây này dài 3.3, thu vào là 1.18, độc là 2.5 ly, cân nặng là 280 gram. 280 gram nhé. Đây. Bass của nó là bass Fuji đây nha mọi người. Bass Fuji. Ok. Đây. Đây. Cái này của Shimano nha mọi người, hãng Shimano. Cứng 50, dài 3.3 này. Cứng 50, dài 3.3, dây trong nhé. Rồi, đầu của nó đây. Cứng 50, dài 3.3 nha mọi người. Chất liệu carbon. Dưới này nó có cái móc để giữ cần nữa nè. Đấy. Đây là cây số số 3. Số 3, 900. Số 3, 900. Số 4 là một cây cần dây trong Interline Suzumi, dài 3.1, cứng 80 nhé. Dài 3.1, cứng 80. Đấy. Cái này thì màu trắng. Đấy. Bát này. Bát vặn nhé. Đây. Interline Carbon. Đây nha mọi người. Vào
cước nhựa ở trong này. Đấy. Tọc này. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Phục cái trong sáng đẹp chứ giờ cái này về mọi người lau đi chắc nó đẹp lắm nha mọi người. Đấy. Cây này dài 3m1, thu vào là 1m14, đọt là 3 ly, cân nặng 360g. Cây này cây số 4. Số 4. 900. Số 4 900. Số 5. Số 5 là một cây cần Interline Daiwa. Daiwa đúng à, đúng rồi. Interline Daiwa nha mọi người. Daiwa made in Taiwan, xuất Nhật, dài 3m1 cứng 80. Dài 3m1 cứng 80 nhé. Đây. Bát vàng. Khoan. Đây. Ok. Đây. Dài 3m1 cứng 80 nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đấy. Ok. Cây này cây dài 3m1, thu vào là 1m13, đọt là 3,7 ly, cân nặng là 360g. Cây này cây số 5. Số 5 900. Số 5 900. Số 6. Đây. Số 6 là một cây cần súp cứng 20 dài 3m3. Cứng 20 dài 3m3, bass Fuji FX6. Đây. Dàn khoan này, mình xem như hư hết nhé. Khoan này xem như hết cho mọi người lấy phôi với cần với lại bass thôi. Một lóng này. Hai lóng này. Ba lóng nha, ba lóng. Ba lóng nha mọi người. Cần này cần này dài 3m3 chứ. Không à. Cần này còn dài 3m2, thu vào 1m15, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người. Mắc cái nắp vặn chân cần. Cây này cây số số 6. Số 6. 400. Số 6 400. Số 7. Một cây cần súp ISO khoan lớn rồi gì tùy mọi người nha. Cây này cũng của Daiwa. Cây này cây Daiwa nha mọi người. Daiwa. Đấy. Cây này cây cần đây, Pacific Phantom X. Cây cần này lua được nha mọi người, cái cần này lua được, súp lua được. Lua này 5 đến 30 gram này. Line 8 đến 20 lb này, made in Taiwan xuất Nhật nhé. Súp này lua cũng được nhé. Đây. Dàn khoan Fuji màu đen nha mọi người, khoan Fuji màu đen này. Khoan Fuji màu đen, nó chỉ bị tróc sơn thôi chứ còn mình không thấy nứt bể gì nha mọi người. Không thấy nứt bể gì cả. Đây, đọt của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, đây. Hai xoắn này. Bass Fuji. Đấy. Cần này dài 3m này, thu vào là 1m1, đọt là 2 ly, cân nặng 220g này. Cái nắp bằng chân cần nó chế cái nắp su rồi này. Thấy chưa? Cái này cây số số 7. Số 7. 750. Số 7 750. Số 8 là một cây cần súp cứng 20 dài 3m6. Súp cứng 20 dài 3m6,
thì súp như thế này thì có thể lua biển lua đồ bình thường nha mọi người. Đấy, như cây lúc nãy thôi, nhưng mà cây này người ta đã thay độc rồi, thay độc đặc thủy tinh nha mọi người. Thay đây, thay độc đặc nha mọi người. Đấy, đây, khoan thay độc đặc, bỏ mấy khoan nhỏ này ok nha mọi người, khoan nhỏ này ok. Đấy, khoan Fuji luôn đấy, một lóng này, hai lóng này, ba lóng này, bốn lóng nhé, bốn lóng, bốn lóng nha mọi người. Bass Fuji FX7, đấy, cái cần này là cần Daiwa, Daiwa nhá, đây Daiwa, Daiwa carbon, cứng 20 dài 3,6 m. Thì cái cần này thay độc rồi, hiện tại là chỉ dài 3,5 m thôi, thu vào là 96 cm, 97 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng là 260 g. Cây này cây số 8. Số 8 này 550 nghìn. Số 8 550 nghìn. Số 9 là một cây cần carbon, cứng 30 dài 2,1 m, cứng 30 dài 2,1 m, cần 2 khúc nha mọi người. Bass Fuji này, cây cần này mới can luôn. Mới can luôn nha mọi người. Đây. Bass Fuji. Đấy. Ok. Cứng 30 và 2,1 m nha mọi người, đây. Cái này là cái số, cái này là số 9. Số 9 nha mọi người. Số 9. Cái này 500. Số 9 500 nha mọi người. Số 10 là một cây cần ISO 3 m. Này, cái cần này thì cái bát nó bị dỉ rồi. Bát thì vẫn còn xài được đây, nhưng mà nhìn nó dỉ nên nó hơi xấu. Mọi người về có thay thì thay, không thay thì để xài vẫn được nha mọi người. Đây, dàn khoan còn ok, chỉ có đầu bu là bị bung này. Dàn khoan còn ok, chỉ có đầu bu bị bung. Về thay cái đầu bu đi nhé. Đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng cần carbon ISO, bốn lóng. Cái cần này dài 3 m, thu vào là 89 cm, độc là 1,3 ly, cân nặng 120 g. Cây này cây số 10. Số 10. Cây này 380 nghìn. Số 10 380 nghìn. Số 11 là một cây cần súp. Một cây cần súp. Đây. Cứng 15 dài 3,6 m. Cứng 15 dài 3,6 m, made in Korea, xuất Nhật nha mọi người. Cần này cần Shimano nha, hiệu Shimano. Đấy, dài 3,6 m. Đây. Đầu bu nó chỉ có bị bung một tiếng, người ta đã cột nhựa ra rồi nè. Khoan. Khoan Fuji còn ok cả nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Ồ, cây này nó ghi cứng 15 nhưng mà sao cứng 15, nhưng mà mình thấy này, mình thấy cái độ uống của nó cứng ngủ ngang giữa với cây khác mà cứng 30 á. Đấy, bởi đó mình mới nói với mọi người là cái độ cứng này nó ghi đây mình cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà nhiều lúc mình thấy là ghi cứng 15 mà mình thấy uống mình thấy nó độ cứng nó tương đương với 30 những cây khác luôn à. Shimano đây mọi người. Bass Fuji FX7. Đây. Cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,02 m, độc là 2 ly, cân nặng là 240 g.
240 gram. Cây này cây số 2, 4, 6, 8, 10, số 11. Số 11. Số 11 cây này 750.000. Số 11 750.000. Số 12 tiếp tục một cây cần carbon dòng Black Spin 3x Bass Fuji FX6. Đây. Century. Century nha mọi người, carbon. Đấy. Cây cần này đây. Đầu bu nó bị tụt hay sao người ta thấy người ta cọc rồi đây. Này, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người, ba lóng. Dàn khoan Fuji. Dàn khoan Fuji còn ok. À đây, không. Có một cái này bị nứt bể nha mọi người. Có một cái chỗ này bị nứt bể về mọi người thay đi. Đấy. Cần này dài 3 mét, thu vào là 1 mét 12, đọt 2,1 ly. Cân nặng 180 gram. Cái này Olympic đó nha. Olympic dòng Century Black Pink. Cái này cây số 12. 12. Hư một cái khoang. 550.000. 550.000 nha mọi người. Số 13. 13 là một cây cần 3 khúc dây trong Interline nha mọi người, 3 khúc dây trong Interline. Cây cần này cứng 30 dài 3,5 m nha. Cứng 30 dài 3,5 m. Đấy. Ok. Cây cần này đây, mọi người nhìn này. Bát vặn đây nha. Carbon. Switcher, carbon switcher made in Taiwan. Xuất Nhật nhé. Daiwa này. Đấy, Holoc Daiwa. Đấy. Holoc Daiwa Interline nha mọi người. Cái cần này dài 3,5 m. Đấy. Đọt của nó này. Đấy. Cái cần này dài 3,5 m à. 3,5 m. Thu vào là 1m24, đọt là 2 ly, cân nặng là 380 gram. 380 gram. Cây này cây số 13. Số 13. Cây này 950.000. 13, 950.000. mười bốn là một cây cần tay trợ máy đai hoa. Cần tay trợ máy đai hoa nha mọi người. Đây, cần tay trợ máy đai hoa, chất liệu là carbon nè. Đây, 31 phao switcher power mat. Đây, cái này có ghi cái thông số gì đây mình không hiểu lắm. Này, nó đọt số 2 này. Đấy. Đọt của nó này. Phục. Khoan đồ còn ngon nha mọi người, khoan đồ còn ngon lắm. Ok. Các cái khoan còn tốt nha mọi người. Đấy. Này, cái chỗ lóng số 3. Lóng số 3. Lóng số 3 nhìn nó hơi mẻ chỗ này tí. Này. Mày mẻ tí nha mọi người. Mày mẻ đây, về mọi người cột nhựa lại. Cột nhựa lại cho nó giữ nha, nó bung keo nó mẻ chứ này. Đấy. 3 4 này, carbon kia kìa. 5 6 7 7 lóng nha mọi người. 7 lóng. Đấy, khoan này màu vàng này, khoan cái màu vàng này.
cần lại bị mất cái nắp phần chân cần nhé, mất cái nắp phần chân cần. Dài 7m1, thu vào là 1m18, độc là 0,7 ly, cân nặng là 260g. 260g. Cái này tay số 14. 14. 14 này 850.000. 14 850.000. mười lăm là một cái cần AlphaTac Made in Korea. Cái cần này cũng cần tay máy phụ nhé, bát Fuji khoan Fuji luôn. Ủa không, cái cần này cần khúc mọi người, cần này cần khúc, để mình để riêng đấy nhé, mình đi tìm cái. AlphaTac nha mọi người, AlphaTac cần 3 khúc máy nằm nha mọi người, cần 3 khúc cao máy nằm. Dàn khoan đây cho mọi người xem hết luôn. Dàn khoan Fuji nhé. Khoan Fuji nha mọi người. Khoan Fuji đá nâu. Double còn nguyên là double Fuji này. Đấy, đúng đọc cho mọi người xem. Đấy, đọc rất cứng nha. Đấy, cứng đời luôn. Đấy, cây cần này dài 3m3, thu vào là 1m17, đọc là 2,5 ly, cân nặng là 380g. Cây này cây số máy của người ta số 15 này. 15, số 15. Số 15. Cây này 700. Chất liệu carbon nha mọi người. Carbon nhé. Hyper. Ủa. Anh ta đúng rồi. Chất liệu carbon nhé. Này. Xoắn này. Cứng 60, dài 3m3 nha mọi người. Cứng 60, dài 3m3. Đấy. Tiếp theo số 16 là một cây cần Shimano Hobson. Đây, cây cần này cần 2 khúc nha, cần là 2 khúc. Đây, bát Fuji này, bát vặn Fuji này. Đây, khoan này, khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Có cái khoan này hơi bị long long rồi đây, khoan thì còn nguyên, mà cái chỗ cọc này thì chắc mọi người về phải cọc lại nhé. Đấy, khoan Fuji đá nâu đây. Đấy, dàn khoan đó. Mọi người thấy chưa? Có một cái khoan dưới lúc nãy mình chỉ là nó có vẻ nhựa nó hơi bung bung, thì mọi người về ái lại sửa lại nhé. Đây, đọt của nó cứng đừ luôn. Cái này đem lua là phê luôn mọi người. Cái này mà lua máy nằm phê luôn. Đây, 2m7 nhé. Cái này dài 2m7 này, thu vào là 1m04 này, độc là 2 ly này, cân nặng là 240g. Cái này bình thường là mình bán 1,2 triệu. 1,2 triệu. Nhưng mà do chỗ cái khoang này nè, cái khoang này nó cái nhựa chỗ này, cái keo chỗ này chắc có vẻ khô nó bung rồi. Nên là mọi người về tự cọc lại nhé, cho mọi người về sửa lại. Cái này cây số 16. Đây. Rồi, mình coi như cần nó lỗi rồi chỗ đấy thì mình bớt lung cho mọi người. Cái này bình thường bán 1,2 triệu, giờ mình bán 900. Đấy, 900. Nhanh và lung cho mọi người dễ mua, đỡ phải lăng tăng hỏi nhiều mày. Số 17. 17 là một cây cần tay máy phụ Bass Fuji FX6.
cần tay máy phụ. Cần này của Chukio 36 nha mọi người. Cần tay máy phụ Chukio nội địa Nhật, dài 36 đây. 36 hình như độc nó có bị mắc một tí này, mắc một tí độc chỗ này, có một cái đoạn đầu bu ở trên này nữa, nhưng mắc một tí độc thì không sao, lấy cái này làm đầu bu luôn cũng được nhé, lấy cái đoạn này làm đầu bu được không đáng kể. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, bốn lóng, nó mắc khoảng cỡ vài phân thôi mọi người, ba bốn phân gì đó thôi này, nó vẫn cỡ khoảng 36 đấy, vẫn cỡ khoảng 36. Thu vào là 1m07, đầu là 0,7 ly, cân nặng là 160g nhé. Cây này cây số 17. 17 này. Cây số đầu. Cây này mình bán 400. 17 400. Cây này mọi người không về không thích thì có thể tháo hết khoang ra làm cần tay hoặc là thay khoang làm cần ISO tùy mọi người nhé. Tiếp theo số 18 này, 18 là một cây cần Shimano Bass Fuji Stanley LX6 đấy. Cần này zoom nha mọi người, cần này có zoom 4m3 đến 5m3 UG này, size UG rồi. Đây. Nó có zoom đoạn chỗ này này. Đây, đoạn chỗ này đoạn zoom nhé. Đây, nó bị đây. À, nó bị gãy khoảng 10 phân độc nha mọi người, 10 phân độc. Gắn đầu bu đây sẵn luôn rồi này. Độc nó bị gãy khoảng 10 phân rồi. Đấy. Ok, vẫn còn ok. 10 phân không đáng kể so với cái đầu này nhé. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 5 lóng. 5 lóng là tính luôn cái phần zoom. Đấy. Đấy, còn bình thường thì mình cao. Mọi người ưng cao ở 4m2 thì cao, ưng cao ở 5m2 thì cao. Cần này zoom thì cao được hai khoảng cách nha mọi người. Ưng thì thu về như thế này cao, ưng thì kéo thêm đoạn này nữa nhé. Mình đọc luôn, dài tối đa là này 4m, dài tối đa 5m2, có thể cao ở đoạn 4m2 cũng được. Zoom nè, thu vào là 1m06, đột là 0,7 ly, cân nặng 180g. Đây này, cây số 18 này 850.000. Cái góc của nó này, cái góc của nó mọi người nhìn thấy không, nó hơi nứt nứt như thế này, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới cần nha mọi người. Hơi nứt nứt ở dưới này thôi, không ảnh hưởng gì. Mọi người về có thể là quấn thêm nhựa, quấn thêm vài vòng nhựa ở chỗ này cho nó chắc chắn thôi. Đây, ví dụ như chỗ này nó carbon, nó này carbon xoắn này. Mọi người quấn thêm vài vòng nhựa ở chỗ này nhìn cho nó đẹp thôi, cước nhựa gì đó cho nó đẹp thôi. Còn lại dưới góc này thì nó không ảnh hưởng gì nha mọi người. Dưới góc này không ảnh hưởng gì nhá. Đấy. 850.000. Số 19 tiếp tục một cây cần Daiwa. Đây, cần Daiwa 3m1, cứng 80, dài 3m1 nhé. Đây, cái này dính keo nha mọi người, keo đây này, cạo thì ra hết keo thôi. Người về vệ sinh nó sạch. Howdelux cứng 80, dài 3m1, dòng Howdelux Interline nha mọi người. Interline cái này made in Japan này, cái này khủng luôn. Đây, cái này cứng 80, dài 3m1, made in Japan nhé. Này, made in Japan nhé. Ok. Đây. Về trong. Ok. Cứng 80, dài 3m1, rất là đã. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. 3m1 này, dài 3m1, thu vào là 1m13, độc là 2,8 ly, cân nặng là 320g. Cây này cây số
19 1800 1.8 nha mọi người. 19 1.8. Số 20, 20 là một cây cần tay. Một cây cần tay nha mọi người. Đây. Cần tay, đọc đây, cần tay carbon nhé, đọc đây. Cần tay này thì theo như mình thấy thì đọc bị thay đọc rồi. Cần tay này 3 mét nhưng mà người ta thay đọc rồi, giờ về nó nhìn nó ngắn lắm. Một lóng, hai lóng. Ba lóng nha mọi người, ba lóng. Bốn lóng. Bốn lóng nhưng mà nó cái đọc người ta thay cái đọc khác rồi. Đấy, thay cái đọc này như đọc phíp á. Thay đọc phíp rồi. Đấy. Mọi người về thay lại cái đọc carbon khác nhé. Đây. Cây này dài 2m7. 2m7 thu vào là 86 cm, đọc là 0,8 ly, cân nặng là 60 g. 60 g nha mọi người. Ô. Mình mới phát hiện ra cái cần này ở chỗ này nó bị nứt rồi mọi người. Này. Cái lóng gốc thôi nha mọi người, lóng gốc thôi. Lóng gốc bị nứt giống như vương cần ra cao rồi bị ai dẫm hay gì nó gà trúng nứt chỗ này nè. Đây, nứt chỗ này. Thì lóng gốc nha mọi người, lóng gốc nứt chỗ này thì đoạn giữa lóng gốc nha mọi người, đoạn giữa lóng gốc đây. Thì mọi người về thay hoặc là sửa chữa gì đó tùy mọi người chứ. Đấy, thay hoặc sửa chữa gì đó tùy mọi người. Cây này cây số 20. 20. Cái này 170. 20 170. Đó mọi người về tự xử nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, mọi người mua hàng thì bắt buộc phải gọi điện thoại tới số điện thoại đấy thì mình mới chốt hàng nha mọi người. Và mọi người đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người trước khi nhận hàng phải mở hàng kiểm tra cẩn thận, có gì thì báo cho bên mình ngay. Ví dụ như bị sai sót gì so với trên video hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nhé, thì báo cho bên mình để mình còn có hướng giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không chịu xem hàng, cứ nhận hàng đại xong rồi mới mở hàng ra rồi mới báo cho mình là bị này bị kia. Lúc đấy mình sẽ không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.